Ngày 4 tháng 6, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út thông báo nước này sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức 1 triệu thùng một ngày nhằm thúc đẩy giá năng lượng toàn cầu. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp hôm 3 tháng 6 giữa 13 thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác bao gồm cả Nga, OPEC Cộng. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết thêm, quá trình cắt giảm sản lượng sẽ có hiệu lực trong tháng 7 tới và có thể kéo dài nếu Riyadh thấy cần thiết. Như chúng tôi đã làm hồi tháng 4, theo đó, các quốc gia đồng ý thực hiện cắt giảm tự nguyện đã gia hạn thời gian sang đến năm 2024. Việc cắt giảm 1 triệu thùng vào tháng 7 tới cũng có thể được gia hạn. Theo đó, Hoàng tử Bin Salman khẳng định sẽ làm mọi thứ cần thiết để đem lại sự ổn định cho thị trường năng lượng. Ả Rập Xê Út cho biết nước này sẽ gia hạn phần cắt giảm tự nguyện 0,5 triệu thùng một ngày sang đến năm 2024. Tuy nhiên, không rõ liệu phần cắt giảm tự nguyện 0,5 triệu thùng một ngày có nằm trong mức giảm 1 triệu thùng một ngày vào tháng 7 tới của Ả Rập Xê Út hay không. Quyết định cắt giảm sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út là một hành động tự nguyện được đưa ra sau cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ với các thành viên của OPEC Cộng tại thủ đô Viên của Áo. Tại cuộc họp này, các thành viên OPEC Cộng đã nhất trí điều chỉnh sản lượng khai thác ở mức 40,46 triệu thùng trong cả năm 2024. OPEC Cộng cho rằng sự thay đổi này phù hợp với cam kết liên tục của Hiệp hội và các đối tác bên ngoài, dẫn đầu là Nga, nhằm hướng đến và duy trì thị trường dầu mỏ ổn định, đồng thời đưa ra định hướng dài hạn cho thị trường. Trong đó, có tính đến cách tiếp cận chủ động và đón đầu thành công của những năm trước. Theo các cam kết sửa đổi trên bảng số liệu do OPEC công bố, Ả Rập Xê Út sẽ duy trì sản lượng dầu thô ở mức 10.478 triệu thùng một ngày, trong khi Nga sẽ cắt giảm sản lượng hàng ngày thêm 650.000 thùng xuống còn 9.828 triệu thùng một ngày kể từ tháng 1 năm 2024. Ghi chú của OPEC nêu rõ, đây là mức sản xuất cần thiết cho tháng 2 năm 2023, được đánh giá theo mức trung bình của các nguồn thứ cấp và có thể được sửa đổi vào tháng 6 năm 2023 vì Nga đang phối hợp với các nguồn thứ cấp để cập nhật số liệu sản xuất. Theo ước tính, các cam kết sửa đổi của OPEC Cộng sẽ giảm sản lượng khai thác ở mức tổng cộng 1,4 triệu thùng một ngày trong năm 2024. Một số quốc gia khác trong khuôn khổ OPEC Cộng gồm Iraq, Oman, Algeria, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng tuyên bố tự nguyện cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu ở các mức lần lượt là 211.000 thùng một ngày, 40.000 thùng một ngày, 48.000 thùng một ngày, 128.000 thùng một ngày, 144.000 thùng một ngày cho tới cuối năm 2024. OPEC Cộng cung cấp khoảng 40% lượng dầu thô trên thế giới. Vì thế, các quy định chính sách của tổ chức này có thể tác động lớn đến giá dầu và các thị trường khác trên thế giới. Sáng ngày 5 tháng 6, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 1,82 đô la Mỹ, tương đương 2,4% lên 77,95 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,77 đô la Mỹ, tương đương 2,4% lên 73,51 đô la Mỹ. Giá dầu tăng cũng là yếu tố thúc đẩy thị trường chứng khoán châu Á tràn ngập sắc xanh. Bên cạnh việc giới đầu tư lạc quan vào triển vọng, Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Mỹ, Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong tháng này.